Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tầm 1214 bộ truyện võ luyện điên phong Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Và vâng cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên Đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank Vâng cảm ơn bạn rất nhiều Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1214 của bộ truyện này. Võ luyện điên phong, chương 5631 Bên ngoài tổ địa, tử môn bác cung tu di trận tiếp tục vận chuyển. Trong tổ địa, địch ô tùy ý huy sái lực lượng, phát tiết lửa giận trong lòng. 300 năm, hắn ở chỗ này chờ 300 năm, vẫn không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Mặc dù bất hồi quan không thúc giục hắn Nhưng thời gian dài như vậy Đều không có kết quả Cũng lộ ra vẻ hắn quá mức vô năng Nếu như hắn Còn là một vị vực chủ Thì thôi đi Nhưng mà bây giờ hắn còn là một vị ngụy vương chủ Mặc dù thân phận vương chủ này Không phải hoàn toàn Nhưng mà vẫn đại biểu là mặt mũi của mặt tộc Trước đó không dám xâm nhập tổ địa Một là bởi vì bỗng nhiên lấy được lực lượng khổng lồ còn chưa hoàn toàn quen thuộc. Thêm nữa là tổ linh lực nồng đậm đến cực điểm trong tổ địa, có áp chế cực lớn đối với hắn. Lúc kia nếu Dương Khai xông ra, hắn thật đúng là không có niềm tin tuyệt đối xử lý được Dương Khai. Nhiều năm chờ đợi không uổng phí công phu. 200 năm trước, tổ linh lực đang suy giảm, nồng độ ngày càng mỏng manh. Cho đến hôm nay lần nữa duy trì một cân bằng. Bây giờ trong tổ địa vẫn còn tràn ngập tổ linh lực, nhưng còn xa không có bằng 300 năm trước. Đối với địch ô, coi như trong phạm vi có thể tiếp nhận. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là trải qua thời gian dài, hắn cũng có càng nhiều không chế đối với lực lượng mới. Muốn hoàn toàn không chế cổ lực lượng đó là không thể nào. Làm được bước này, vậy thì không phải là ngụy vương chủ mà là vương chủ chân chính, có thể nói mượn nhờ dung quy chi thuật, lực lượng địch ô bây giờ hoàn toàn không kém vương chủ chân chính, chỉ là ở phương diện chuẩn khống còn kém hơn rất nhiều. hoàn cảnh thay đổi cường đại hơn để địch ô cũng có dũng khí chủ động xuất thủ. mặt chi lực bàn bạc thôi động mỗi một kích rơi xuống đều để tổ địa chấn động không ngớt. nếu là đại lục hay càng khuôn thế giới bình thường căn bản khó có thể chịu đựng công kích cuồng bạo của một vị ngụy vương chủ chỉ sợ trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy nhưng thánh linh tổ địa dù sao không như càng khôn bình thường nơi này là đầu nguồn của đông đảo thánh linh vô luận là mức độ cứng cáp hay là rất nhiều đại đạo pháp tắc đều không phải tầm thường dương khai đợi chứng kiến một trận thánh linh nội chiến trận chiến kia không biết là bao nhiêu thánh linh cường đại tham gia trong đó không thiếu kẻ mạnh như long hoàng phượng hậu đây tuyệt đối là cuộc chiến mạnh nhất lịch sử loại cường độ chiến tranh này phóng nhãn cổ kim cũng không tìm ra được mấy trận cho dù là cuộc chiến tranh như vậy cũng không thể đánh vỡ tổ địa chỉ khiến cho cương vực nhỏ đi bây giờ chỉ là một ngụy vương chủ sao có thể làm được lại một phen điên cuồng tấn công. Địch ô không khỏi trợn tròn mắt. Thánh linh tổ địa quỷ dị quá vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Chủ yếu hơn chính là hắn làm như vậy càng dẫn động ác ý cùng bài xích từ vùng thiên địa này đối với hắn. Cái gọi là thiên địa có linh chính là vậy. Năm đó tình giới đều có được thiên địa ý chí, hướng chi là tổ địa. Sau khi vệt sáng kia rơi vào tổ địa, hoàn thành ngàn vạn lưu quan tổ địa liền có ý chí của bản thân, mà lại thiên địa ý chí của tổ địa so với ý chí càng khôn bình thường, càng thêm dày đặc, thuần túy. Nếu không, sẽ không thể hiện ra việc cưng chiều dung khai như vậy, bởi vì tổ địa có thể cảm nhận được thể nội dung khai có bản nguyên kim thánh long Bất quá, địch ô cố gắng không phải là uổng phí. Tối thiểu nhất, kém chút để Dương Khai bị thoát khỏi trạng thái kia. Nếu thật sự bị đánh gãy, dương khai sẽ phải thổ huyết hắn hào tốn thời gian dài dằng dặc chứng kiến đủ loại biến thiên của tổ địa cuối cùng đã tới giai đoạn khẩn yếu nhất há có thể thất bại cũng may sau khi phát giác được điều gì thường hắn tận lực ổn định tâm thần cúc ra đây tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ tổ địa lần theo phương hướng tổ linh lực tràn vào hắn đại khái có thể đánh giá ra chỗ dương khai ẩn thân nhưng không phá tổ địa căn bản đừng nghĩ tới việc bắt được dương khai địch ô ở nơi này đã quá lâu hắn không muốn tiếp tục kéo dài thêm thời gian vì vậy hạ quyết tâm vô luận như nào cũng phải bức dương khai ra rồi giết hắn một tiếng long ngâm ca vút từ sâu dưới lòng đất truyền ra thanh âm kia tràn đầy phẫn nộ địch ô rõ ràng cảm giác một cổ khí thức cường đại đang từ dưới cấp tốc áp sát tới địch ô không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đối với hắn làm thế nào khiến dương khai hiện thân mới là vấn đề về phần giết chết không phí tay chân hắn lập tức ngưng thần mà chờ vừa rồi chuẩn bị sẵn sàng khí thức cường đại kia đã tới gần bên cạnh ngay sau đó một cái đầu rồng vô cùng to lớn vàng ống từ dưới mặt đất nhô ra mở cái miệng lớn dữ tợn, đủ để cắn đứt một ngọn núi, hùng hăng cắn xuống địch ô, muốn một ngụm nuốt chết hết. Thời gian pháp tắc chảy xuôi, mạnh như địch ô cũng không nhịn được mà trở nên hoảng hốt. May mà hắn lập tức phản ứng kịp, Cốc tốc lùi về sau. Đầu rồng theo đuổi không tha, trong mắt to lớn của rồng phun trào giận dữ, dù muốn đốt cháy cả vùng thiên địa này. Trong chớp mắt đuổi trốn, một mặt, một rồng đã chạy được ngàn dặm. Cho tới lúc này, địch ô mới nhìn rõ toàn bộ chân diện một của cự long. Long thân vạn trượng, đầu rồng gần ngay trước mắt, đuôi rồng lại như dính lấy đại địa, long uy lạnh thấu xương như cuồng phong, làm cho hư không rung rẩy. Địch ô kinh hãi, đây là dương khai sao? Hắn nhịn không được phải hoài nghi, tình báo có phải sai lầm gì không? đây căn bản không phải cự long mà là một thánh long theo tình báo mặt tộc có dương khai có long thân long tộc huyết mạch nhưng khoảng cách thánh long còn có chênh lệch rất lớn dường như chỉ là bảy ngàn trượng long thân mà thôi dường đây trước mắt là đây là vạn trượng sao vạn trượng chính là thánh long đó là cường giả cùng một cấp độ với vương chủ cử phẩm nhân tộc chờ nói địch ô chỉ là ngụy vương chủ chính là chân chính vương chủ đại nhân gặp, cũng phải cẩn thận ứng đối. Long tộc hiện tại chỉ có một vị Bạch Thánh Long, mà lại hơn một ngàn năm trước đã tiến nhập mặt chi chiến trường, đến nay sang ngút ngàn dặm vô tung vô ảnh, ở đâu ra vị Thánh Long thứ hai. Kết hợp các dữ liệu trước mắt đó, địch ô lập tức minh bạch. Tên này chính là Dung Khai, những năm này tu hành đã giúp hắn có trưởng thành to lớn lần này khó giải quyết rồi đây. Vốn cho rằng mình có thực lực ngụy vương chủ, có thể tùy ý nhào nặng dương khai. Bỗng nhiên đối phương vậy mà lắc mình biên hóa thành một tôn thánh long Ai nhào nặng ai còn chưa rõ. Trong lòng địch ô nổi đầy tạp niệm, dương khai cũng đồng thời sợ hãi cả kinh. Lửa giận trong mắt trong khoảnh khắc tiêu tán hơn phần nữa. Vương chủ sao? nơi này sao có thể có một vị vương chủ trước đó bị quấy nhiễu từ bên ngoài suýt nữa khiến cố gắng nhiều năm của hắn tan thành mây khói du khai tất nhiên là tức giận vạn phần chứng kiến đủ loại biên hóa sau khi tia sáng rơi vào tổ địa hắn mang theo một bồn lửa giận từ tổ địa giết ra những năm này hắn quá dễ tính rồi tuân thủ nghiêm ngặt hiệp định của hai tộc sợ là mặt tộc đã quên đi dư uy của hắn cho nên, Dương Khai hạ quyết tâm, lần này nhất định phải để mặt tộc biết kết cục của việc trêu chọc và hắn là ra sao. Nếu là bình thường, Dương Khai chưa chắc sẽ xúc động như vậy, tất sẽ điều tra rõ ràng tình huống trước rồi mới tính toán sau. Chỉ là qua một hồi kinh lịch ly kỳ, để ý thức còn mơ hồ hỗn độn, làm việc toàn bằng theo bản năng, bị tức giận chi phối, thẳng cho tới khi đến gần gần, cảm nhận được đối diện khí tức của đối phương, hắn mới giật mình hoàn hồn mặt tộc nếu không có vạn toàn nắm chắc sao lại chủ động chọc vào mình vị vương chủ này không thể nghi ngờ chính là đòn sát thủ của mặt tộc là vị vương chủ bất hồi quan tự mình chạy đến sao không đúng vương chủ này không phải là tên vương chủ kia dương khai tất nhiên nhận ra dung mạo của vương chủ kia trước mắt lại là một tên rất lạ lẫm mặt tộc lại có vương chủ thứ hai Dương Khai giật mình. Có vị thứ hai, liệu có phải mang ý nghĩa có vị thứ ba, vị thứ tư hay không? Hắn nhất thời không biết thời gian thực tế đã qua bao nhiêu năm. Chẳng lẽ mình đã trầm mê mấy ngàn năm rồi? Bằng không, mặt tộc sao có thể có vương chủ mới? Nhưng mặc kệ như nào không thể ở đây được nữa. Một mặt, một rồng, đuổi trốn. Trong một lúc, nội tâm suy nghĩ chập trùng. Sau một khắc, trong miệng rồng to lớn long tức bàn bạc phun ra hóa thành lửa nóng hừng hực Phi đối diện địch ô toàn lực oanh ra vài quyền tiếng vang ầm ầm truyền ra long tức chôn vùi mặt chi lực tán loạn cả hai đồng thời bay ngược ra kim long to lớn bỗng nhiên thu nhỏ một lần nữa hóa thành hình người dương khai không quay đầu lại mà phóng ra ngoài không có ý muốn giao thủ lấy thực lực hắn khi này muốn giết một vị vương chủ còn rất khó khăn. Thứ cấp thiết nhất phải làm rõ chính là trong nơi này mình đã chậm trễ bao nhiêu năm, nhân tộc ra sao rồi. Nào biết vừa mới bay ra không bao xa, liền nghe được một tiếng gầm thét. Cúc về! Trong hư không, chợt có một trận càng khôn biến hóa, một đạo lôi đình thô to rơi xuống ầm ầm đánh tới hắn. Vậy mà còn có mai phục sao? Dương Khai dương mắt nhìn, chỉ thấy một vật chủ cầm trong tay một cây trần kỳ chỉ vào mình. Thần sắc đã khẩn trương, lại ra vẻ trấn định. Dương Khai hừ lạnh, thôi động không gian pháp tắc, muốn lách mình rời đi. Nào biết, thuẫn gì vốn đều thuận lợi, hôm nay lại không có chút hiệu quả. Lần trì hoãn này, lôi đình bổ thẳng vào hắn, đánh cho toàn thân hắn lắc lư, tóc đều dựng đứng. Phong thiên tỏa địa. Dương Khai rung lên, ký ức bị chôn sâu phiên trào lên, nhớ màng máng khi tu hành, nhìn thấy một nhóm vực chủ bố trí đại trận gì ở ngoài tổ địa. Bây giờ xem ra, vùng thiên địa này đã bị triệt để phong tỏa. Chẳng trách, mặt tộc dám ra tay với mình, nguyên lai là ỷ vào cái này. Trường 5632 Thuấn Di Chị Thuật xác thật là quỷ bí khó lường Dương Khai nhiều lần mượn nhờ biến thuật này trốn chết dưới tay của cường giả. Mặt tộc bố trí phong thiên tỏa địa không thể nghi ngờ để biến thuật này mất đi tác dụng. Trong phạm vi đại trận này bao trùm, không phá đại trận, đừng mơ tưởng rời đi. Muốn phá trận, lại nói nghe thì dễ. Không nói đến bên này còn có một vương chủ nhìn hắn chăm chăm. Hướng chi, đại trận này cũng không chỉ có công hiệu phong thiên tỏa địa, khẳng định còn có biến hóa khác tia chớp mới đánh xuống, rõ ràng là một loại biến hóa của đại trận này, vì mặt tộc không thể thi triển ra tới thủ đoạn này được. Mang theo giận dữ lao ra, lại gặp phải cuộc diện lúng túng, Dương Khai còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này tất nhiên cần tỉnh táo đưa ra quyết định đúng đắn, tối thiểu nhất phải hiểu rõ tình hình trước. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không còn do dự, thân hình thoát một cái liền biến mất là không phải thuấn di rời đi mà là trốn vào tổ địa thu liễm khí tức tổ địa kiên cố chính là địch ô tự mình xuất thủ cũng khó tổn hại đến tổ địa nhưng mà dương khai trốn vào là không nhận lấy nửa điểm lực cản cũng chỉ vì vùng thế giới này sớm đã có thái độ cưng chiều đối với hắn giống như hắn là tinh giới đại đế nhất niệm sinh ra liền có thể đến bất kỳ ngóc ngách nào của tinh giới tại tổ địa bên này Hắn dù không phải là đại đế được thiên địa ý chí tổ địa công nhận, nhưng mà trên thực tế cũng không khác gì nhiều. Thần niệm như thủy triều lan tràn ra rất nhanh xác minh. Hư không ngoài tổ địa, quả thật là bị một đại trận bao vây, phong tỏa vùng thiên địa này ngăn cách trong ngoài. Dương Khai sắc mặt u ám, mặt tộc lại dám ra tay với mình, rõ ràng không quá bình thường. Chỉ nhìn bố trí bọn hắn xác thực có chắc chắn. Một vị vương chủ tỏa trấn, một đại trận phong thiên tỏa địa, còn có không biết bao nhiêu là tiên thiên vật chủ tiềm ẩn. Phối trí như này đủ để mặt tộc bắt buộc mạo hiểm. Từ khi mình đến tổ địa bao nhiêu năm đã trôi qua, Dương Khai lại tiếp tục tỉnh hạ tâm thần thoáng suy tính, trong lòng lập tức buông lỏng. Mới trôi qua 300 năm mà thôi. Lúc trước thời điểm hắn nhìn thấy vị vương chủ kia, còn tưởng rằng mình tại bên trong tổ địa đã hơn mấy ngàn vạn năm, không nghĩ tới, vậy mà chỉ là 300 năm. 300 năm mặc dù không ngắn, nhưng cũng không lâu lắm. Trước đó mình bế quan tu hành còn bỏ ra 1.700 năm. Chút thời gian này không đủ để thế cục hai bên có biến hóa quá lớn. Vậy vương chủ xa lạ này từ đâu mà tới? Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn như vậy, ma tộc căn bản không có khả năng có vực chủ trưởng thành đến vương chủ. Chẳng lẽ, mặt tộc vẫn luôn có hai vị vương chủ, một vị luôn luôn giấu ở trong bóng tối. Bất quá cũng không có khả năng. Nếu có một vị vương chủ khác, mặt tộc không có khả năng giữ kín. Trước đó từ biểu hiện nhân mặt hai tộc, tất cả đại chiến trường mà xem, nếu như mặt tộc lại có một vị vương chủ, nhân tộc tối thiểu nhất sẽ phải vứt bỏ mấy nơi chiến trường, không ít bác phẩm sẽ chết trận. Nghĩ mãi mà không ra, Dương Khai lại càng lo lắng một chuyện khác hơn. Mặt tộc đã có vị vương chủ thứ hai, sẽ có vị thứ ba hoặc càng nhiều hơn không? Nếu như vậy, nhân tộc gặp phiền toái lớn rồi. Tạm thời không đi cân nhắc việc này, Dương Khai an định tâm thần, thử câu kết với thế giới thụ muốn nhờ thụ lão giúp thoát khỏi khốn cảnh ngay trước mắt nếu có thể thành công hắn liền có thể tiến về lão thụ trước đó tại bên trong tương tư vực hắn đã từng làm như vậy mặt tộc đến bây giờ còn không hiểu rõ ràng đã phong tỏa mấy chỗ vực môn cũng chưa từng gặp qua bóng dáng của dương khai vì sao hắn có thể mang theo mấy vạn nhân tộc rời khỏi tương tư vực mượn nhờ mấy ngàn tòa càng khôn năm đó luyện hóa Dương Khai cùng thế giới thụ có liên hệ không cách nào chặt đứt. Điểm này cho dù là hắn thân ở mặt chi chiến trường cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, liên hệ tuy có, nhưng muốn mượn lực lượng của thế giới thụ thoát khốn là không thể. Thiên địa bị phong tỏa, trừ phi có thể phá tầng phong tỏa kia. Bằng không, hắn không có cách nào tiến về thái khư cảnh. Đối với điểm này, Dương Khai đã có đoán trước, vì vậy cũng không ảo não xác định tình hình hiện nay dương khai không còn sốt ruột chuyện này không phải là mưu đồ đã lâu mà là mặt tộc lâm thời nảy lòng tham mình trầm mê trong tổ địa để cho bọn chúng cơ hội như vậy nếu hắn không lưu lại bên trong tổ địa lâu tâm thần lại vì chứng kiến thời gian tổ địa quay lại mà triệt để yên lặng cũng không thể chút phát giác nào đối với biến hóa của ngoại giới không phải hắn không đủ chú ý cẩn thận, chỉ là sự tình trên thế gian này luôn có lúc không theo nhân ý. Mà lại so với thu hoạch, chỉ đơn thuần bị khốn lại coi là gì. Ngàn vạn đạo lưu quan kia cho dù giờ phút này nhớ tới, Du Khai vẫn khó nén rung động trong lòng. Trên đời này lại có khả năng có ánh sáng chói mắt như vậy sao? Kia là đạo ánh sáng đầu tiên từ xưa tới nay cũng là ánh sáng lộng lẫy nhất thời gian quay về. việc ánh sáng kia rơi vào tổ địa rồi nổ tung. Ngàn vạn lưu quan tiêu tán dung nhập vào một mảnh đại địa man hoang cổ lão. Để cho một mảnh đại lục man hoang vốn cực kỳ bình thường, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dần dần biến thành một mảnh đại địa tràn đầy lực lượng thần bí. Những nơi hào quang khi tiêu tán, theo thời gian trôi qua, chậm rãi ra đời long tộc, phượng tộc, còn có đủ loại thánh linh khác nơi này cuối cùng trở thành cố thổ của thánh linh. Đây cũng là nguyên nhân thánh linh chi lực vì sao có thể khắc chế mặt chi lực ở một mức độ nào đó. Nhóm thánh linh cũng giống như chút chiếu ưu ánh là từ một vệt ánh sáng đảng sinh ra, tất cả đều là từ một thể mà tồn tại. Cái gọi là chút chiếu ưu ánh là tất cả thánh linh chung tổ, bất quá chỉ là đồn bậy Đúng ra mà nói trước chiếu u ánh là ca ca tỷ tỷ của tất cả thánh linh Bởi vì bọn hắn hai vệt ánh sáng sinh ra trước nhất Bọn hắn một mực sinh tồn từ thời viễn cổ đến bây giờ Lực lượng tinh khiết không có phát sinh biến hóa quá lớn Nhưng mà nhóm thánh linh về sau lại trải qua nhiều đời truyền thừa Đặc tính từ vệt sáng kia có một chút thay đổi Khắc chế mặt chi lực cũng không bằng tình hóa chi quan Tại thời điểm nhìn thấy kết cục một vệt sáng kia, Dương Khai liền biết, hắn không có khả năng tìm tới đạo ánh sáng đó. Nó nay đã không còn tồn tại, lại đi tìm thế nào đây? Trừ phi có thể quay lại thời gian, tiến về thời kỳ viễn cổ, ngăn chặn được đạo ánh sáng kỳ biến mất. Nhưng hiển nhiên, điều này không phải sức người có thể làm. Cũng may, Dương Khai sớm đã không có trông cậy và vệt ánh sáng kia. Muốn giải quyết triệt để mặt chi hoạn Cuối cùng vẫn là phải dựa vào lực lượng của nhân tộc. Đã trở thành sủng nhi thời đại này, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm thủ hộ minh mông hoàng vũ này. Nếu ngay cả điểm trách nhiệm này đều gánh không được, vậy cũng không có tư cách hoành hành thiên địa. Sự tình về sáng kia, dung khai cơ bản đã hiểu rõ, duy chỉ có một chút để cho hắn để ý. Thời điểm chứng kiến thời gian quay lại sau khi về sáng kia rơi vào tổ địa rồi nổ tung, hắn loan thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ mà vặn vẹo. Chỉ bất quá lúc kia, quan mang quá mức mãnh liệt, hắn cũng không thể thấy rõ kia rốt cuộc là gì. Về sáng kia có quan hệ cùng nhân tộc sao? Thế nhưng, là có quan hệ gì cùng với nhân tộc? Nếu như nói yêu tộc là do nhóm thánh linh vì chinh chiến mà kéo dài chủng tộc, nhân tộc lại là, là tập hợp linh tú thiên địa. Theo diễn biến bản thân thế giới đảng sinh ra Thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ đều có vết tích hoạt động của nhân tộc, chỉ bất quá khi đó nhân tộc quá mức nhỏ yếu, vô luận là đối với thánh linh hay là yêu tộc đều chỉ như sâu kiến không đáng quan tâm. Thẳng đến thời kỳ cận cổ, thế giới thụ chi lực mượn 10 người thương sáng lập khai thiên chi pháp, nhân tộc mới có thể chống lại các cường giả yêu tộc cùng thánh linh, dần dần chiếm cứng địa vị thống trị chư thiên. Nhân tộc sinh ra nhỏ yếu Thậm chí so với tổ thú bình thường Cũng không bằng Nhưng chủng tộc này so với bất luận sinh linh nào Đều có khả năng vô hạn Bất quá, Dương Khai rất nhanh Không còn cân nhắc chuyện này Đã quyết định không dây dưa sự tình Về ánh sáng kia Cân nhắc những cái này cũng không có ý nghĩa gì Bây giờ quan trọng Vẫn là giải quyết phiền toái ngay trước mắt Đại trận phong tỏa Hắn không cách nào trốn chạy vậy cũng chỉ có thể giết ra một con đường máu cho dù là một vị vương chủ cũng phải đấu một trận mới được trong những thủ đoạn hắn nắm giữ xá hồn thứ vẫn là lợi khí đối phó vương chủ lần trước ở ngoài biển cả thiên tượng xá hồn thứ lập công lớn lúc đó liên tục kích phát bốn lần xá hồn thứ kết quả làm chính hắn thần trí không rõ hiện nay lấy cường độ thần hồn của hắn Đủ để liên tục kích phát năm lần xá hồn thứ còn có thể miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh năm đạo xá hồn thứ cho dù vương chủ kia có phòng bị ra sao thần hồn của hắn vẫn sẽ bị dao động hướng chi thực lực hắn đã sắp là bát phẩm đỉnh phong mạnh hơn so với năm xưa rất nhiều khi đó hắn vừa mới tấn thăng bát phẩm không bao lâu một lần kia có thể giết vương chủ xem như may mắn lần này thì không có biện pháp đầu cơ trục lợi rồi. Dương Khai rất nhanh lại vui mừng. Hắn phát hiện long mạch của mình trưởng thành to lớn. Lúc trước hắn dùng long thân chống lại vương chủ, nhưng còn thật không chú ý biến hóa của long mạch. Bây giờ hắn cẩn thận điều tra, long mạch đã mơ hồ đến một bình cảnh, bình cảnh giữa cổ long cùng thánh long. Nếu có thể bước ra bước này vậy hắn sẽ là một thánh long chân chính. Dương Khai không khỏi phấn chấn. Thánh long là tồn tại ngang cấp với vương chủ và cửu phẩm khai thiên, mà lại bởi thánh linh chi thân, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ cường đại hơn cửu phẩm bình thường. Không cần hóa thân thành rồng, Dương Khai vẫn biết, lòng thân của hắn nhất định là 9999 trượng, chỉ thêm một chút nữa thôi là có thể tấn thăng thánh long chi thân tái hiện huy hoàng như Long Hoàng đời thứ ba. Chương 5633 Cuối cùng cũng không để vị Long Hoàng đời thứ ba sớm đã chết đi phải mất mặt. Bản nguyên chi lực của Kim Thánh Long đến từ Long Hoàng đời thứ ba. Đương nhiên, bản thân Long Hoàng đời thứ ba tuyệt đối không chỉ là Long thân vạn trượng. Vạn trượng chỉ là Thánh Long, người mạnh nhất trong Thánh Long mới có tư cách mang đại danh Long Hoàng, thống lĩnh Long Tộc. Niên đại đó, Thánh Long trong Long Tộc cũng không chỉ có một vị. Nhưng khi tất cả Thánh Long trổ hết tài năng, Long Hoàng đời thứ ba lại mạnh hơn chút ít. Nhưng cho dù là cường giả dạng này cũng là hao tốn cái giá to lớn, thậm chí không tiếc bản thân cùng phường hậu một đời kia huyết tế mới đem cự thần linh màu mực phong trấn, hiển lộ rõ ràng cự thần linh màu mực cao minh. Đơn thuần so với tốc độ tu hành chung của Long tộc, Dương Khai không chậm. Giờ hắn có thể nói là đệ nhất Long tộc dưới phục quản. Long mạch tinh thuần nằm trong dự tính. Thời gian đã 300 năm, tổ linh lực thâm tàn trong tổ địa liên tục không ngừng tràn vào trong thân rồng. Long mạch muốn không tinh tiến cũng là khó. Lúc này, Dương Khai rõ ràng có thể cảm giác toàn bộ tổ linh lực đều trở nên mỏng manh hơn rất nhiều là bởi vì hắn thôn phệ. Long mạch tinh tiến dẫn đến long thân hơn 7.000 trượng, trực tiếp bạo tăng đến 9.999 trượng. Mà long thân tăng trưởng, thực lực tất nhiên cũng tăng lên. Tối thiểu nhất, lực lượng, cường độ nhục thân, thậm chí năng lực chịu đòn đều rõ ràng lên một bậc. Sự tăng trưởng này có tác dụng cực kỳ trọng yếu khi tranh đấu cùng vương chủ. Chỗ tốt không chỉ có vậy bản mệnh đại đạo long tộc là thời gian chi đạo long mạch càng tinh thuần tạo nghệ trên thời gian chi đạo càng cao đây là chỗ hay của huyết mạch truyền thừa không cần lĩnh ngộ chỉ cần độ đậm của huyết thống đạt yêu cầu thì sẽ tự lĩnh ngộ được dương khai rõ ràng cảm giác tạo nghệ bản thân tại thời gian chi đạo có tăng lên to lớn thời điểm rời khỏi biển cả thiên tượng thời gian chi đạo đã đến cấp độ thứ bảy trình độ kỹ quan quần hùng những năm gần đây không ngừng cảm ngộ đủ loại đạo ngấn còn chưa dùng hết đã nâng cấp độ này thêm một khoảng cách lớn hiện nay long mạch trưởng thành thời gian chi đạo đã hoàn toàn vượt qua tầng thứ bảy đến tầng thứ tám đăng phong tạo cực miệng cưỡng ngang hàng cùng không gian chi đạo từ trước đến nay không gian chi đạo luôn cao hơn thời gian chi đạo không ít không đơn thuần là bởi vì thời gian hắn tu hành hai loại đại đạo nhiều ít khác nhau còn có sự phù hợp của bản thân hắn với không gian đại đạo. Nếu như không có long tộc huyết mạch, xác suất lớn là Dương Khai không có bao nhiêu thành tựu trên thời gian chi đạo. Bây giờ hai loại đại đạo cơ bản ngang hàng, ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Đầu tiên, tốc độ thời gian trong tiểu càng khôn tiếp tục tăng nhanh. Nếu như nói, lúc trước tốc độ trong tiểu càng khôn của Dương Khai gấp 7 lần so với ngoại giới, hiện nay đã gấp 10 lần. Thời gian càng trôi qua nhanh, tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn cũng sẽ nhanh theo. Nhưng chuyện này với hắn đã không có ý nghĩa quá lớn, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến võ đạo đỉnh phong, đến khi đó có tu luyện đến mấy, cảnh giới cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Nhưng nếu hắn có thể đột phá bát phẩm, chạm đến cửu phẩm, vậy chẳng khác gì là một khởi đầu mới, tốc độ thời gian gấp 10 lần, không biết tiết kiệm được cho hắn bao nhiêu năm khổ tu. Nhưng đây là ảnh hưởng trực tiếp Còn có một thứ được ảnh hưởng trực tiếp khác Nếu như nói tốc độ thời gian tiểu càng khôn trôi qua biến hóa Là ảnh hưởng trực tiếp do thời gian chi đạo tăng lên Như vậy còn có một thứ khác được ảnh hưởng trực tiếp Đó chính là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn Nhật Nguyệt Thần Luân Thật lâu trước đó Dương Khai phát giác được Bởi vì trình độ thời gian không gian chi đạo có điều khác biệt cho nên khi thi triển nhật nguyệt thần luân luôn có cảm giác lực chưa phát hết nhật nguyệt thần luân lấy hai loại đại đạo này làm căn cơ mà thôi động diễn dịch ra lực lượng thời không tạo nghệ hai loại đại đạo không giống nhau một mạnh một yếu sẽ rất khó để phát huy ra toàn bộ uy năng của chiêu thức hắn suy đoán khi tạo nghệ hai loại đại đạo ngang hàng có lẽ mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nhật nguyệt thần luân nhưng nhiều năm như vậy, cho dù là hắn cũng không có cách nào cưỡng cầu mang đến sự cân bằng đó cho đến hôm nay. Không gian thời gian chi đạo đều đã đến cấp độ thứ 8, xuất ra Nhật Nguyệt Thần Luân sẽ có uy năng bậc nào? Dương Khai không khỏi mong chờ, cũng suy tính, đòn sát thủ này nhất định phải đưa đến hiệu quả giải quyết dứt khoát. Lòng thần trưởng thành, long mạch tinh tuyến, thời gian chi đạo cao hơn một cấp độ, trong 300 năm thực lực của Dương Khai lại có biến hóa mới. Cho dù đối mặt vương chủ thì có làm sao, nếu trốn không thoát, vậy liền giết ra ngoài. Tất nhiên, vẫn là phải tìm hiểu rõ ràng bố trí của mặt tộc bên này trước. Vừa mới cùng vương chủ kia giao thủ, làm việc vội vàng, Dương Khai còn chưa kịp cẩn thận điều tra. Bây giờ chỉ có thể xác định là bên ngoài có một tòa đại trận phong thiên tỏa địa. Một vị vương chủ lại không biết còn có bao nhiêu tiên thiên vực chủ rình mò trong bóng tối tổ địa trên không địch ô kinh nghi bất định sớm đã không còn phách lối như trước thành tựu ngụy vương chủ chi thần thực lực tăng vọt lòng tin tràn đầy sẽ xử lý được dương khai dương ai ngờ vừa mới giao thủ đã để cho tâm hắn kinh sợ dương khai kia gần như đã là một thánh long nhìn thấy chân thân kim long địch ô suýt nữa quay đầu chạy May mà Dương Khai chạy trước, bằng không hắn khẳng định phải xấu mặt. Bây giờ cẩn thận hồi tưởng, khí tức của Dương Khai đúng là rất cường đại, nhưng hẳn là còn chưa đạt đến cấp độ Thánh Long. Hắn từng cảm thụ qua khí tức của Bạch Thánh Long, so với Dương Khai trước đó hiển lộ ra, thì uy nghiêm hơn nhiều. Trong lòng bừng tỉnh, tên này mặc dù trưởng thành to lớn nhưng còn chưa thể đột phá, hắn vẫn chỉ là một con cổ long mà thôi. Nghĩ rõ điểm này, địch ô không khỏi thở ra. Chỉ cần không phải là Thánh Long thì dễ rồi. Nếu Dương Khai thật sự thành tựu Thánh Long chi thân, vậy hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian mà chạy. Hắn là một ngụy vương chủ, Dương Khai cũng có thể coi là một ngụy Thánh Long. Mọi người kể tám lạng người nửa cân, nhưng mà so ra hắn phải có phân lượng hơn Dương Khai nhiều. Tối thiểu nhất, một thân lực lượng hắn nắm giữ đã đạt đến cấp độ vương chủ, chỉ là khó khống chế mà thôi. Bây giờ Dương Khai trốn đi, cũng để cho hắn khó xử. Thực lực của hắn là không anh phá được tổ địa, liền khó mà tìm ra bóng dáng của Dương Khai. Có thể nói phong thiên tỏa địa, có thể đoạn tuyệt hy vọng trốn chạy của Dương Khai. Nhưng Dương Khai chỉ cần trốn vào trong tổ địa, vậy gần như đứng ở thế bất bại. Đây mới là chuyện khiến cho địch ô nhức đầu nhất. Trước khi đến, hắn chưa từng nghĩ đến phương diện tổ địa trong hư không có thể cảm giác được thần niệm của dương khai đang tra xét tứ phương địch ô lại không có biện pháp phán đoán chính xác vị trí của dương khai chỉ có thể ngưng thần chờ đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể dẫn dương khai ra khi thức của dương khai bỗng hiển lộ ở bên kia địch ô lập tức quay đầu quả nhiên thấy dương khai đang phóng lên tận trời hắn cũng ngay lập tức lao đi đồng thời quát một tiếng chói tai ngăn hắn ta tuyệt không thể để cho Dương Khai có cơ hội trốn vào tổ địa. Dứt lời trên trời cao, mấy đạo lôi đình tráng kiện bổ xuống là là uy năng sát trận mà nhóm tiên thiên vật chủ chủ trì thúc giục. Mấy đạo lôi đình kia đều như lôi long vạch phá bầu trời, trong chớp mắt anh kích đến trước mặt Dương Khai. Thân ảnh Dương Khai lơ lửng không cố định, nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng lôi lòng lại như có linh tính theo đuổi không tha, từ trên trời cao còn có càng nhiều lôi đình bổ xuống. Dương Khai tránh mấy lần sóng lôi đình, rốt cuộc đến biên giới đại trận. Thường lòng thương nơi tay, một thương đâm ra phía trước, hư không vỡ nát. Đại trận lắc lư một trận, lộ ra thân ảnh một vị tiên thiên vực chủ, ẩn thân ngoài đại trận. Vừa rồi lôi đình là do hắn triệu hoán. Bốn mắt đối mặt, tiên thiên vực chủ đầy mặt hoảng sợ, còn người không giấu được sự sợ hãi trong toàn bộ nhân tộc cường giả nhân tộc có thể khiến cho các tiên thiên vật chủ kiên kỵ là không có nhiều nhưng khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi chỉ có một người không có cách số lượng tiên thiên vật chủ chết trên tay người này rất là nhiều hai ba vị đụng phải hắn căn bản hẳn là phải chết không nghi ngờ bây giờ tuy rằng có đại trận cách trở vật chủ này vẫn chẳng có cảm giác an toàn nếu không cần chủ trì đại trận hắn khẳng định phải chạy trước rồi nói. Cần phải chủ trì đại trận, căn bản không thể tùy tiện rời đi, chỉ có thể hung mảnh thôi động lực lượng, lay động trận kỳ trong tay, mượn lực từ vực chủ khác. Cũng may, Dương Khai chỉ là đâm ra một thương, lập tức bay đi xa, không có ý tiếp tục đâm thương thứ hai. Không phải hắn không muốn, mà là không có khả năng. Tên vương chủ kia rất nhanh sẽ giết tới, sau lưng lại có lôi đình truy kích Hơi chút trì hoãn chính là vạn kiếp bất phục Một thương thăm dò kia cho hắn biết Đại trận này không quá kiên cố Nếu không người quấy nhiễu Lấy thực lực của hắn Chỉ một lát là có thể cưỡng ép phá vỡ Nhưng mà các cường giả mặt tộc Hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này Các vực chủ không ngừng thôi phát đại trận Lôi đình đánh về Dương Khai ngày càng nhiều đến tận khi hắn gần như không còn không gian tránh né. Dương Khai chỉ có thể thôi động không gian thần thông, trục xuất bản thân. Ngay khi thân ảnh trở thành hư ảo, rất nhiều lôi đình đập tới người. Hắn tránh được phần lớn nguy năng, lôi đình chi lực còn sót, lại khó thương hắn mảy may. Đây cũng là chỗ tốt từ long mạch chi thân cường đại. Phòng hộ chi lực long tộc cực kỳ xuất sắc, một chút công kích cứng rắn nhận lấy không có quan hệ gì nhưng không đợi dung khai khôi phục trong hư không phía trước chợt xuất hiện bốn bóng người từng tên khí thức hung hãn cùng nhau đánh tới là bốn tiên thiên vật chủ ở gần đó bốn người này khí thức tương liên kết thành trận thế lại còn là trận thế mà dương khai rất tin tưởng dương khai nhíu mày tứ tượng trận tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát hoang cửu cung đều có thể làm trận thế đây là trận thế mà dưới tình huống bất đắc dĩ, tướng sĩ nhân tộc sẽ dùng để ngăn địch. Tỷ như thời điểm chiến hạm bị đánh nổ. Trường 5634 Chiến hạm là chỗ dựa lớn nhất của nhân tộc dùng để đối kháng mặt tộc. Vô luận là năm đó tại mặt chi chiến trường hoặc là bây giờ tại các nơi đại vực chiến trường, nhân tộc mỗi một lần gặp phải chiến tranh đều là cục diện dùng ít địch nhiều. Sở dĩ có thể cứng cỏi không ngã, một là dựa vào thực lực tổng hợp mạnh hơn mặt tộc, thứ hai chính là ỷ vào chiến hạm. Mỗi một tàu chiến hạm đều là tụ tập công kích phòng hộ ẩn nấp là một thể, có rất nhiều uy năng của bí bảo cỡ lớn, nhân tộc nếu không có chiến hạm, chỉ sợ sớm đã không còn nhân tộc, không nói những cái khác, thực lực không đủ hoặc là dưới tình huống thụ thương. Rất khó ngăn cản mặt chi lực ăn mòn, mà chiến hạm lại có thể cung cấp loại phòng hộ này. Qua nhiều năm, nhân tộc tốn hào tài nguyên, luyện chế cùng sửa chữa chiến hạm khó mà tính toán. Cơ hồ so với vật tư tu hành của các tướng sĩ còn cần thiết hơn rất nhiều. Mỗi một lần đại chiến đều có chiến hạm nhân tộc bị đánh bạo. Một khi chiến hạm tổn hại, các tướng sĩ phải trực diện đối mặt với mặt tộc. Lúc này người sống sót kết thành trận thế sẽ có thể tăng lên tỷ lệ sống sót. Ba người có thể thành trận, gọi là tam tài trận, tăng một người thành tướng tượng trận, năm người là ngũ hành trận, cho đến chín người là cửu cung trận. Dưới tình huống bình thường, nhân số càng nhiều, uy năng trận thế tất nhiên càng lớn hơn. Dương Khai năm đó khi còn tại mặt chi chiến trường, đã từng dẫn đông đảo thất phẩm khai thiên của thần Hy kết thành cửu cung trận, xông đến giết địch hiệu quả nổi bật. Nhưng trận thế này không phải tùy tiện có thể kết thành, cần thường xuyên diễn luyện, quen thuộc tín nhiệm nhau mới được. Bởi vì một khi trận thế kết thành, mấy người chính là một thể có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Nếu không đủ tín nhiệm với đồng đội, rất khó phát huy ra uy năng của trận thế. Năm đó các nơi đại vực chiến trường, số lượng bác phẩm khai thiên ít hơn vực chủ nhiều sở dĩ có thể ương ngạnh chống cự mặt tộc nhiều lần tiến công, trận thế có tác dụng rất lớn. Mặt tộc cơ bản sẽ không kết trận, bởi vì bọn họ không tín nhiệm lẫn nhau như nhân tộc, lãng phí thời gian tinh lực để kết trận, còn không bằng đơn đã độc đấu, càng có thể phát huy ra thực lực của bản thân. Dương Khai chưa từng gặp tình huống này, hôm nay lại có duyên thấy. Hơn nữa còn là bốn vị tiên thiên vực chủ kết trận Xem ra vì đối phó hắn, mặt tộc đã hạ ngoan tâm, áp lực bên ngoài thật lớn, để cho bốn vị vực chủ này bỏ hết ý nghĩ cá nhân, liên thủ ngăn địch. Bốn vị vực chủ khí tức tương liên, thân ảnh xê dịch biến đổi. Dương Khai nhìn ra trận thế không quá nghiêm mật, nhưng không muốn dây dưa. Trường thương vẫy một cái, liên tục xuất ra mấy chục thương ảnh, thoáng ngăn cản đối phương, thân hình cấp tốc hạ xuống, chợt lại bay ra ngoài bốn vị vực chủ liền biến hóa phương hướng đuổi sát theo. Vương chủ mặt tộc cũng vội vàng thay đổi phương, ý đồ chặn đường Dương Khai. Nhưng mà tốc độ các bên tương đương, Dương Khai càng tinh thông không gian thần thông, muốn chặn đường hắn, nói nghe thì dễ. Quanh đi quẩn lại, bay tầm vài vòng quanh tổ địa, chu cường mặt tộc bi ai phát hiện ra. Bọn hắn đúng là đã nhốt được Dương Khai rồi, nhưng Dương Khai không thèm giao thủ, bắt bọn hắn thật đúng là chẳng làm gì được. Còn Dương Khai thì đang không ngừng thăm dò, điều tra thực hư của mặt tộc. Địch ô cũng rất là nổi nóng. Ngay vào lúc này một thanh âm truyền vào trong tay của địch ô là lão giả chủ trì đại trận truyền âm tới. Sau khi nghe xong sắc mặt của địch ô đại hỷ, không để lại dấu vết, gật đầu. Thời điểm Dương Khai tới lui trong tổ địa, sát trận bên trong đại trận một khắc cũng chưa từng ngừng không ngừng xuất ra lôi đình công kích dương khai. Đáng tiếc, công năng đại trận này chủ yếu là phong thiên tỏa địa. Tuy rằng có sát trận khảm nạm trong đó, uy năng lại không ra gì, dương khai nhẹ nhàng có thể tránh đi. Hướng chi, lấy tu vi hiện nay, trừ phi là đại tông sư tinh thông trận đạo đến bày trận đối phó hắn, thì mới có hiệu quả. Trận pháp do mấy thất phẩm mặc đồ bố trí này, đương nhiên sẽ không quá huyền diệu. Giữa lúc đuổi trốn, tổ địa chợt nổi lên mê vụ. Theo thời gian trôi qua, mê vụ càng ngày càng đậm, đến một đoạn thời khắc, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngay cả thần niệm cũng bị ngăn tại mấy chục trượng quanh thân. Do sát trận không kiến công, đại trận biến hóa, chuyển đổi thành khốn trận. Tốc độ của Dương Khai không khỏi chậm lại, nghiêng tai lắng nghe. Bốn phía thần hồn nát thần tính, có thanh âm quỷ khóc sói gào, biết đó là trận pháp quấy nhiễu không khỏi bật cười. Thế nhân, thậm chí mặt tộc đều biết, mình tinh thông thời gian không gian chi đạo, nhưng không ai biết, trên trận đạo hắn cũng có chỗ đọc lướt qua. Đương nhiên, tạo nghệ không cao lắm, cơ bản đều đến từ đại hải thiên tượng. Tại bên trong biển cả thiên tượng, từng trường hà đại đạo chảy xuôi, dương khai hấp thu luyện hóa không biết là bao nhiêu đại đạo, bởi vậy cũng làm cho bên trong tiểu càng khôn có rất nhiều đạo ẩn trầm tích, đạo ngấn chảy xuôi. Vợ giả trong tiểu càng khôn cũng được lợi rất nhiều. Nếu chỉ dựa vào điểm này, Dương Khai còn chưa hẳn có thể nhìn ra khốn trận này. Nhưng thư hắn nghĩ vào, không đơn giản là vậy. Hai con người đóng lại đột nhiên mở ra, mắt trái có kim quang hiện lên, một đạo thập tự hiển lộ. Diệt thế ma nhãn là đồng thuật truyền thừa của vạn ma thiên, có khả năng nhìn xuyên hư vô, nghe đồn tu hành đến cực hạn còn có thể thăm dò tương lai. Thăm dò tương lai thì Dung Khai không trông cậy vào. Hắn cũng từng dồn tâm tư tu hành đồng thuật, lại khó đạt đến trình độ như lão tổ vạn ma thiên. Lão tổ vạn ma thiên đều không thể làm được, thì hắn sao có thể làm? Diệt thế ma nhãn có năng lực nhìn xuyên hư vô, phối hợp phá giải trận pháp là vô cùng hợp lý. Xuyên thủng mê vụ đủ loại phong tỏa, tầm mắt rõ ràng hẳn lên dù còn chưa tới trình độ hoàn toàn không bị ảnh hưởng nhưng đủ để ứng đối thế cục ngay trước mặt mặt tộc nếu ủy vào khốn trận này đối phó hắn tất nhiên là tính lầm rồi dương khai cũng không vội vàng bại lộ giả vờ nét mặt ngưng trọng hành động chậm chạp rất nhanh hắn nhìn thấy vương chủ kia luồn vào khu vực biên giới mê vụ giống như đang lần theo chỉ dẫn ánh mắt thẳng tắp tìm tới vị trí của mình trên mặt là một mảnh sát cơ bất quá tên này lại không có ý trùng sát đến ngay để dương khai ngạc nhiên không biết hắn kiên kỵ điều gì địch ô xác thực là có chỗ kiên kỵ dù đã xác định được dương khai không phải là thánh long nhưng sau lần giao thủ vừa rồi hắn cũng lĩnh giáo sâu sắc sự cường đại của dương khai lại thêm thánh linh tổ địa này có áp chế cùng ác ý vô hình đối với hắn hắn không dám chắc có thể giết được Dương Khai mà không tổn hại gì. Đối với cường giả mặt tộc, thụ thương là một chuyện rất phiền phức. Vết thương nhẹ còn có thể nhịn nếu trọng thương buộc phải nhập mặt xào ngủ đông. Hắn không chịu được việc mình vừa mới trở thành vương chủ không bao lâu, đã phải ngủ đông để dưỡng thương. Huống chi, Dương Khai còn có thủ đoạn quỷ dị đặc biệt nhằm vào thần hồn. Hắn một mực chưa từng vận dụng thủ đoạn này, dù sao để dương khai tiêu hết thủ đoạn này địch ô mới dám bình yên xuất thủ nếu ăn phải thủ đoạn này địch ô cũng không dám nói mình có thể toàn thân trở ra hay không dương khai thấy bên cạnh địch ô có bốn bóng người là bốn vật chủ trước đó kết thành tứ tượng trận thế ngay sau đó lại có bốn vật chủ hiện thân dương khai lấy làm kinh hãi lúc trước hắn cũng không có nhìn thấy qua bốn vị vật chủ kia âm thầm cảm khái một tiếng Lần này mặt tộc quả là chưa lớn. Vừa rồi hắn lượng quanh tổ địa vài vòng điều tra đại trận, phát hiện được tối thiểu nhất có 10 tiên thiên vực chủ đang chủ trì đại trận. Tính đến 8 tên trước mặt này, còn phải tính thêm những vật chủ chưa từng lộ diện. Mặt tộc vì đối phó hắn mà xuất động một vị vương chủ, khoảng 20 vực chủ tiên thiên. Đội hình như vậy, cựu phẩm khai thiên đối mặt đều khó chịu, hướng chi là một bát phẩm như mình. Còn chưa hết, tám mực chủ thoáng chờ đợi chốc lát, lại có số lớn đại quân mặt tộc từ trên trời bay xuống. Chợt, được lệnh từ cấp trên, những mặt tộc kia kiên trì giết vào trong đại trận, hiển nhiên là muốn hao tổn tinh lực của Dương Khai trước. Thuận tiện, mặt tộc có lẽ còn có kế hoạch khác. Trong sương mù, Dương Khai giả bộ lâm nguy, du tẩu xung quanh, nhưng mà vô luận hắn đi đến chỗ nào đều bị mê vụ bao trùm như một con đùi không đầu bay loạn. Cho dù là bay lượng không trung thậm chí trốn vào tổ địa cũng bị ngăn trở. Trận pháp này quả thật là không tầm thường. Mấy thất phẩm mặc đồ kia đúng là có chút trình độ, nếu không sẽ không được vương chủ coi trọng. Ngay tại thời khắc Dương Khai đầu óc văn ván, đại quân mặc tộc đã bao vây hắn. Chờ các lãnh chúa dẫn đầu, lần theo truyền âm chỉ dẫn chen chúc lao tới Dương Khai. Chỉ một thoáng đại chiến bắt đầu một cây trường thương bỗng nhiên vừa đi vừa về. Thương ảnh đầy trời như cuồng phong bão táp, mặt huyết vuông vẫy thì cốt vỡ nát. Dùng thực lực hôm nay của Dương Khai, những lãnh chúa mặt tộc này sao có thể đối phó hắn? Không khách khí mà nói nếu là đủ thời gian, chỉ bằng vào 11 người Dương Khai liền có thể... Chỉ bằng vào một người dương khai liền có thể đem trăm vạn đại quân mặt tộc này đồ sát sạch sẽ. Từng nhóm từng nhóm mặt tộc chết đi, tốc độ sinh mệnh tàn lụi vượt quá tưởng tượng trên đại địa máu tươi cùng màu mực hội tụ thành suối hóa thành sông thi thể chất thành núi nhỏ dương khai giết từ đất lên tầng trời không chút cảm thấy phiền chán vương chủ kia đã muốn mặt tộc đến đây chịu chết dương khai tất nhiên mừng rỡ thành toàn cho hắn ở đây giết càng nhiều mặt tộc thì trên chiến trường chính diện sẽ càng ít mặt tộc hơn một vạn hai vạn năm vạn Mười vạn Trường thương vũ động chưa từng đình chỉ Ban đầu Dương Khai còn chạy giết Đến cuối cùng cũng lười nhúc nhích Liền đứng tại chỗ Mặt cho đại quân mặt tộc từ bốn phương Tâm hướng sông tới Từ xa nhìn Tự như dòng nước đang trùng kích Bàn thạch đang làm tắt đường sông Quý vị tráng quan Dưới chân Dương Khai Cũng dần dần chất đóng một tòa thi sơn Theo thời gian quy mô thi sơn càng lúc càng lớn Vị trí Dương Khai đứng Cũng càng lúc càng cao giết chóc tử vong như vậy, nếu không có các vực chủ và vương chủ tọa trấn gần đấy, đại quân mấy triệu mặt tộc này sớm đã hỏng mất. Kết thúc tập 1214 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.